Hè sắp tới rồi, Cẩm Tú tin chắc là nhiều bạn đang hóng hè nhanh thiệt là nhanh. Mỗi khi hè tới thì sẽ có rất nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, đặc trưng của mùa hè đó chính là nắng nóng. Trong những số trước thì Điện Máy Xanh đã giới thiệu cho các bạn một số thiết bị làm mát như là quạt phun sương nè hay là máy lạnh. Và trong số này, Cẩm Tú sẽ giới thiệu cho các bạn thêm hai loại quạt nữa, đó chính là quạt đứng và quạt treo tường. Hãy đồng hành cùng Tú để xem là trong hai loại quạt này thì loại nào sẽ phù hợp cho gia đình mình nhất nhé. Quạt treo tường, với chiếc quạt này, nghe tên qua thì chúng ta cũng biết là bước sử dụng đầu tiên là phải gắn quạt lên tường. Chiếc quạt này cũng có hình dáng như những chiếc quạt thông thường các bạn hay để trong nhà để sử dụng. Chỉ khác ở chỗ là thay vì để dưới đất nhấn nút điều khiển, thì chúng ta sẽ treo quạt lên tường và điều khiển quạt bằng remote hoặc là bằng dây kéo. Với những chiếc quạt đứng ở đây thì các bạn sẽ thấy khác biệt rõ ràng. Đó chính là chiếc quạt kia thì chúng ta sẽ treo trên tường, còn chiếc quạt này thì chúng ta chỉ cần đặt ở dưới sàn nhà như thế này và điều khiển bằng cách nhấn nút như thế này là có thể sử dụng được. Do có sự khác nhau về vị trí đặt quạt, cho nên hai loại quạt này cũng được thiết kế khác nhau để tối ưu nhất cho người sử dụng. Quạt đứng sẽ thổi gió theo chiều ngang. Khi các bạn nằm dưới sàn nhà, ngồi bàn hay là ngủ trên giường thì đều có thể điều chỉnh độ cao ở thân cây ở đây. Gió thổi ngang nhưng mà vẫn đảm bảo là các bạn được mát ở mọi tư thế. Thông thường thì quạt đứng sẽ có 3 tốc độ gió điều chỉnh bằng các nút 1, 2, 3 ở thân máy. Các bạn có thể điều chỉnh để được thoải mái nhất. Đây là hai loại quạt phổ biến, tuy nhiên nó cũng có những ưu nhược điểm khác nhau. Các bạn hãy ghi lại những thông tin Tú chia sẻ ngay sau đây để cho mình những lựa chọn tốt nhất nhé. Với quạt treo tường thì vì là treo trên tường nên nó sẽ đỡ tốn không gian phòng hơn. Đồng thời nhờ được treo trên cao nên giúp tăng diện tích làm mát, không bị cản bởi người ngồi phía trước. Tất cả thành viên trong phòng cùng được thoải mái như nhau. Và đặc biệt những gia đình có trẻ nhỏ sẽ không lo các bé cho tay vào cánh quạt vì quạt treo cao hơn tầm với của trẻ. Quạt treo tường có nhiều thuận lợi như vậy, còn quạt đứng thì sao? Hãy cùng theo dõi những ưu điểm của quạt đứng nhé. Quạt đứng cũng có diện tích làm mát tương đối rộng. Vì đặt ở sàn nhà nên các bạn có thể thoải mái di chuyển qua lại giữa các phòng nếu có nhu cầu, rất là tiện lợi. Chiếc quạt này dễ dàng tháo lắp, vệ sinh, không hề tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn nhớ xin lau chùi để sử dụng được lâu bền nhé. Thêm một điểm thuận tiện nữa là chiếc quạt này, các bạn có thể điều chỉnh độ cao thấp của quạt như thế này, cho dù là nằm hay là ngồi cũng đều đón được khí mát. Chỉ dựa vào những ưu điểm thì các bạn khó có thể lựa chọn cho mình chiếc quạt phù hợp. Hai loại quạt này thì cũng có những khuyết điểm, hãy cùng Tú tham khảo để có thể cho mình những lựa chọn tốt nhất nhé. Quạt đứng cũng có diện tích làm mát tương đối rộng nhưng sẽ không bằng quạt treo tường. Khi sử dụng quạt này, các mẹ nhớ trông các bé cẩn thận nhé. Cánh quạt quay sẽ khiến các bé tò mò, cho tay vào quạt rất là nguy hiểm. Một lưu ý nho nhỏ nữa là nếu phòng nhỏ, các bạn nên cân nhắc lựa chọn vì nó chiếm một phần diện tích phòng đấy. Còn với quạt treo tường, treo cố định nên không thuận tiện di chuyển mà chỉ làm mát trong một không gian nhất định. Vệ sinh cũng khó khăn hơn, các bạn phải với tay lên, thậm chí là bắt thang hay là bắt ghế. Phần dây giật dễ bị hư nếu như mà sử dụng quá nhiều nên các bạn nhớ lưu ý. Những chia sẻ vừa rồi có thể sẽ giúp cho các bạn bớt phân vân giữa việc lựa chọn loại quạt nào sẽ phù hợp với gia đình của mình. Nếu như nhà nhỏ thì các bạn nên chọn quạt treo tường để có thể phát huy hết những ưu điểm của nó, nhất là an toàn với trẻ nhỏ. An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu. Còn nếu như nhà rộng và muốn sự linh động thì các bạn nên chọn quạt đứng để tiện dụng. Vừa rồi là thông tin về quạt đứng và quạt treo tường. Hy vọng là các bạn sẽ có cho mình những lựa chọn tốt nhất. Và để theo dõi thêm nhiều thông tin khác, các bạn có thể truy cập vào website www.dienmayxanh.com hoặc like và subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh bằng cách nhấp vào logo này. Điện Máy Xanh luôn mong muốn đem đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất. Chúc các bạn có những ngày hè thật vui và thoải mái.